Đôi giày thần kỳ. Ngày xưa, ngày xưa, ở một miền quê hẻo lánh, có một gia đình nghèo lắm. Hai cha con nương tựa vào nhau mà sống, rồi người cha già yếu qua đời. Cha, ngày cha còn sống, dù nghèo đói, nhưng cha con ta luôn có những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc. Giờ mình con ở trong ngôi nhà này cũng chẳng có ích gì, chi bằng đi đây đó để học hỏi được nhiều điều trong thiên hạ hơn. Dù đi đến chân trời góc bể nào, con cũng mang theo cha. Có tấm hình này của cha đi cùng, cũng coi như con lúc nào cũng có cha bên cạnh. Cha đồng hành cùng con nha. Người cha già yếu qua đời, tài sản duy nhất để lại cho con trai là một đôi giày cũ kỹ từ đời cha ông của họ truyền lại. Cha cha, đôi giày của cha để lại tuy cũ kỹ nhưng mà vẫn bền đẹp. Dù sao cũng là tài sản giá trị duy nhất mà cha đã để lại cho mình. Mình phải mang nó theo phòng khi cần dùng đến. Trời ơi, nắng quá, mà nhìn ngọn núi có vẻ cao thiệt. Liệu hôm nay mình có thể vượt qua được ngọn núi này không đây? Đường xá gập ghềnh lõm chõm thế này, lại còn phải thường xuyên leo dốc nữa chứ. Đã đến lúc dùng đến đôi giày này rồi, mình không thể mang dép mà leo núi được. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Không thể nào tin nổi. Mình vừa bật nhảy qua ngọn núi sừng sững. Ôi, không lẽ là do đi đôi giày? Đúng là một đôi giày đặc biệt. Thảo nào sinh thời, cha luôn căn dặn mình phải giữ gìn nó thật cẩn thận. Trời ơi, sao nói nhảy này, không ngờ nó là một đôi giày biết tự nhảy múa. Thật là thú vị mà. Hay quá, đúng là đôi giày kỳ diệu. Ta sẽ đi khắp thế gian bằng chính đôi giày này và nhảy múa thật vui nhộn. Với đôi giày biết nhảy, hành trình của Tommy thêm phần thú vị. Cậu cứ nhảy vùng vút trên đường, không hề biết mệt mỏi từ ngày này qua ngày khác. Đói bụng quá à. Hay là mình nhảy vào hái mấy trái táo lót dạ, cả vườn hoa quả sai triệu thế này. Mình hiểu rồi, đây còn là đôi giày thành thật. Nó không cho phép mình làm việc xấu, ăn trộm những trái cây trong kia. Nếu chẳng may chủ vườn bắt được thì mình sẽ bị đánh nhừ tử, còn thê thảm hơn thế này nhiều. Đúng là món quà quý giá của cha để lại cho mình. May mà có nó nhắc nhở mình, chứ không thì mình đã làm điều không nên mất rồi. Trong rừng này ắt có quả dại ăn được. Ta nhất định sẽ không ăn trộm, không bao giờ làm điều gì xấu hết. Khi ra khỏi đây, ta sẽ tự kiếm sống bằng khả năng của mình. Trả đây, mau trả đôi giày lại cho ta. Ngươi không thể mang nó được đâu. Lần đầu tiên ta thấy một đôi giày tỏa hào quang đấy, nhóc con. Có giỏi thì chạy theo ta mà lấy lại. Dừng lại, cái quái gì đang kéo ta đi thế này? Dừng lại ngay. Ngươi đang điều khiển nó đấy à? Tên nhóc kia, bảo nó dừng lại ngay cho ta đi. Ta không có điều khiển gì cả, chính là đôi giày đấy. Ta đã cảnh báo mà ngươi không chịu nghe. Không, quái quỷ, cứu, cứu ta với. Ôi da, đau quá, mẹ ơi, đúng là đồ quỷ quái mà. Xin cậu tha mạng, xin cậu tha mạng. Tốt nhất là ông hãy bỏ thói trộm cướp của mình đi. Nếu không, sẽ còn gặp những điều tồi tệ hơn cả đôi giày của tôi đấy. La 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 la, la 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 la. Ta lại lên đường thôi, đi tìm những chân trời mới, đến những vùng đất mới và cùng khám phá những điều thú vị nào. Cha cha, đây đúng là một kinh thành cổ kính tráng lệ. Xem chừng có nhiều điều kỳ thú, bí hiểm đây. Ta phải vào đó khám phá xem thế nào mới được. Ôi, sao mà ở đây thế nào ấy nhỉ? Mà kỳ lạ thật, mình đi mãi trong kinh thành này mà gặp ai cũng rầu rĩ, buồn thảm, lại còn mặc đồ sẫm màu nữa chứ. Cứ như có chuyện bi thương xảy ra ở đây vậy. Không được, đến cả trẻ con cũng ủ rũ thế này, mình phải làm cho họ cười lên mới được. Giỏi quá, chàng trai này đến từ đâu mà nhảy múa hay quá. Trông anh ta nhảy thật là vui. Thôi nhảy nữa đi chàng trai. To gan,
kẻ nào to gan lớn mật dám phá hoại kinh thành của ta? Ngươi từ đâu đến hả? Không biết trong kinh thành của ta tuyệt đối không được nhảy múa ca hát không hả? Tôi đúng là từ nơi khác tới, và không hiểu tại sao đất nước của ông lại kỳ lạ như vậy. Ai ai cũng buồn bã rầu rĩ, đến cả những đứa trẻ bé xíu cũng không biết vui cười là gì. Sao lại có chuyện kỳ cục đến vậy chứ? Như thế thì còn gì gọi là cuộc sống nữa chứ? Chẳng lẽ ông không nhận ra điều đó hay sao? Không phải là chuyện của nhà ngươi. Từ nơi khác thì mau biến ngay khỏi kinh thành của ta, bằng không ta sẽ lấy mạng ngươi ngay đấy. Đồ ác con, lại còn dám xía vào chuyện của người khác sao? Cậu không sao chứ? Người vừa rồi chính là tể tướng của đất nước chúng tôi. Cậu không nên đụng chạm vào ông ta. Cậu không phải người ở đây nên không thể biết ông ta thế nào. Ở đây quả thực chỉ được buồn, không được vui, không được nhảy múa hát hò. Tốt nhất cậu hãy tránh đi, nếu không ông ta sẽ không tha cho cậu đâu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mọi người? Hãy nói cho tôi biết đi. Tại sao lại phải rầu rĩ, rồi mặc đồ như thể có chuyện bi thương? Đến cả trẻ con cũng không thể cười nói. Chẳng lẽ cả đất nước của mọi người cứ sống mãi trong buồn rầu bi thương này được sao? Đây là một câu chuyện bất hạnh, chúng tôi cũng đau lòng lắm. Cách đây đã lâu, con trai duy nhất của quốc vương chúng tôi lâm bệnh qua đời. Từ đó quốc vương đau khổ không kể xiết, chỉ mặc tang phục. Tể tướng xấu nhân cơ hội này liền bắt toàn dân chúng tôi cũng phải bi thương, âm mưu làm cho cả vương quốc chìm trong nỗi đau đớn, để quốc vương thêm rầu buồn, sớm sinh bệnh để hắn chiếm ngôi báo. Chúng tôi không còn cách nào khác, bởi chống lại hắn sẽ lập tức bị đánh đập, thậm chí đã có người mất mạng. Hắn đã thôn tính cả triều đình rồi, được vua lại như vậy, chúng tôi không còn biết kêu ai nữa. Không được, sao có thể để hắn lộng hành như vậy chứ? Tôi sẽ đến cung điện quốc vương của mọi người một chuyến. Ôi trời ơi, cậu là người ngoài, làm sao có thể can thiệp được? Đúng rồi, cậu không nên đến cung điện mà làm gì. Mọi người hãy cứ chỉ đường cho tôi đến cung điện đi. Nếu không tôi sẽ tự đi, nhất định tôi tìm ra chân tướng sự việc, biết đâu sẽ giúp được gì đó cho mọi người. Đứng lại, mau đứng lại, có kẻ đột nhập. Dạ tâu bệ hạ, thần mang đến một điệu nhảy đặc biệt, xin bệ hạ hãy thưởng thức. Ôi hay quá, chàng trai này từ đâu đến mà có điệu nhảy hay thiệt. Lại là tên nhãi con đó, nó dám đột nhập cả vào hoàng cung. Thật là không thể dung tha cho nó mà. Phải cho nó biết đây là đâu mà dám làm trái điều của ta. Giỏi quá, sao cậu ta có thể làm như vậy nhỉ? Nhìn cậu ta cứ như một con khỉ ấy, mắc cười quá. Lâu lắm rồi ta mới thấy vui như hôm nay. Không biết cậu từ đâu tới, nhưng cậu nhảy khá lắm. Bay đâu, mau ban thưởng đi. Thưa bệ hạ, tôi nhảy không phải để nhận tiền thưởng, mà là để người được vui vẻ. Người đã phải đau buồn quá lâu rồi. Nói láo, nó chỉ là kẻ lừa đảo. Nó nhảy được chắc là nhờ đôi giày đó thôi. Thưa bệ hạ, xin bệ hạ hãy tỉnh táo lại. Vậy thì ông hãy mang đôi giày và nhảy đi xem nào. Phải rồi, ta cũng rất muốn được xem tể tướng nhảy. Người hãy mang đôi giày ấy nhảy thử cho ta và quần thần xem nào. Có khi người lại nhảy hay hơn cả chàng trai này thì sao? Tể tướng nhảy đi, tể tướng nhảy đi. Thần ta phải giết ngươi. Phải đó, mấy lâu nay ta làm cho ngươi và cả vương quốc này sẽ chìm trong bi thương. Sẽ đến lúc ta đoạt ngôi báo từ nhà ngươi mà thôi. Nhất định ta phải giết ngươi. Vương quốc này, ngôi vị này, cung điện này nhất định sẽ thuộc về ta. Hả? Thì ra mấy lâu nay cả vương quốc ta bị nhấn chìm trong bi thương, buồn rầu cũng là do mưu kế của ngươi. Vậy mà uổng công bao lâu nay ta trọng dụng ngươi, coi ngươi là trọng thần đáng kính. Không ngờ ngươi đã lộ ra chân tướng là kẻ phản bội. Quân đâu? Bắt lấy kẻ phản bội, tống vào ngục cho ta. Gã tể tướng xấu không ngờ được, hắn đang mang trên chân đôi giày thành thật, làm bại hoại âm mưu thâm độc của hắn trước mặt đức vua. Chàng trai trẻ, đôi giày này thật đặc biệt, nhưng trên hết chính cậu không chỉ mang đến cho ta nụ cười vốn đã tắt trong hoàng cung bao năm nay,
mà còn giúp ta vạch trần bộ mặt tên tể tướng. Từ nay hãy ở lại đây cùng ta. Tommy sau đó được đức vua nhận làm con nuôi và hết lòng yêu mến. Vương quốc nọ cũng cướp bỏ màu sắc xám đen từ đó. Người dân được trả về sự hạnh phúc, yên bình. Cửa sổ những vì sao. Ở một thế giới xa xôi, nơi linh hồn của những người đã khuất còn tồn tại. Mi ơi, con chuẩn bị xong chưa? Dạ, con xong rồi mẹ ạ. Mẹ ơi, ba kìa, cả em Quân nữa. Tốt quá, ba và em của con đều khỏe mạnh cả. Ủa? Mẹ ơi, bác kia làm gì thế? Có lẽ bác ấy không có đủ ánh sáng để nhìn thấy người thân của mình trên dương gian, nên đang cố gom ánh sáng từ nhà khác đó con ạ. Sao lại không đủ hả mẹ? Cây đèn này tự động sáng mà. Không đâu con ạ. Ánh sáng này là tình yêu của những người thân còn sống trên đời dành cho chúng ta. Khi tình yêu đó còn tồn tại thì ngọn đèn mới phát sáng. Tội nghiệp bác ấy quá. Người thân không thương bác ấy nữa sao? Chỉ một lần thôi, hãy cho tôi nhìn thấy con bé. Tại sao? Sao cô lại làm như thế chứ? Dạ, cháu chào bác ạ. Cháu là... Cháu là Mi, cháu ở tầng trên ạ. Vậy sao? Cháu tìm ta có việc gì không? Chuyện là lúc nào cháu cũng thấy bác cố gom ánh sáng từ cửa sổ nhà khác, cho nên... Hay là bác dùng tạm cây đèn của cháu nè. Cháu cho bác mượn thật ư? Dạ, bác cứ dùng đi ạ. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Ba sắp thấy được con rồi. Anh thương của ba. Không, đừng biến mất. Không. Trời ơi, tôi phải chịu sự giày vò này đến bao giờ nữa đây? Cháu xin lỗi bác. Cháu cứ tưởng sẽ giúp được cho bác. Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ? Mi, con sao thế? Xin lỗi anh, khi không thấy ngọn đèn, tôi đã đoán là con bé mang sang đây, làm cho anh phải thất vọng rồi. Bé Mi rất tốt bụng, chỉ là thứ ánh sáng đó không phải là tình yêu dành cho tôi mà thôi. Nếu anh không phiền, có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Chính là mẹ con bé đã tác động để con bé ghét tôi. Anh bỏ mẹ con em để đi theo cô ta thật sao? Còn anh Thư thì sao đây? Anh xin lỗi, tình cảm không thể gượng ép được. Nhưng anh vẫn sẽ đảm bảo trách nhiệm của một người cha với anh Thư. Anh không xứng đáng làm cha của anh Thư. Em không muốn con bé gặp con người bội bạc như anh nữa. Sau khi chúng tôi ly hôn, vợ của tôi đã cố tình ngăn cản tôi gặp con bé. Tôi không biết cô ấy đã nói với con bé những gì. Chỉ biết rằng sau đó, chính con bé cũng không muốn gặp tôi. Rồi tôi gặp tai nạn ra đi đột ngột. Kể từ lúc đó, tôi chưa được thấy con bé dù chỉ một lần, xem cháu có sống tốt hay không. Nếu lúc đó tôi kiên quyết giành quyền nuôi con, thì mọi chuyện đã khác rồi.
Ừ, còn vợ anh thì sao? Anh có mong nhìn thấy chị ấy hay không? Thấy đi làm gì chứ? Không vì cô ta thì tôi đâu bị con bé ghét bỏ đâu. Tôi và bé My cũng đã ra đi, để lại chồng tôi và đứa con trai nhỏ. Khi biết chồng tôi sắp tái hôn, tôi đã rất buồn. Nhưng rồi tôi thấy mình không nên ích kỷ như thế. Người phụ nữ ấy đã thay tôi chăm sóc chồng và con trai, cho nên tôi thấy vui mới phải. Vợ tôi không cao thượng như cô đâu. Anh đang ghét bỏ vợ mình không kém gì sự ghét bỏ của chị ấy với anh. Nếu cả hai cứ phải thù hằn nhau thì đâu còn chỗ để tình yêu lên tiếng nữa. Ừ, nhưng cô nói thế là sao chứ? Anh tuy rất là quan tâm đến con gái, nhưng với vợ lại không hề có chút hối lỗi. Anh có từng nghĩ cô ấy đã đau khổ nhiều như thế nào hay không? Tôi luôn tin rằng tình yêu có sức lan tỏa kỳ diệu. Tình yêu chúng ta cho đi cũng sẽ là tình yêu chúng ta nhận được. Chắc anh không biết ngọn đèn này thực chất là những vì sao, còn cửa sổ này là nơi tình yêu của chúng ta tràn qua để những người còn sống cảm nhận được điều đó. Nếu như anh thật lòng mong điều tốt đẹp cho vợ mình thì biết đâu điều đó có thể thay đổi tình trạng của anh hiện giờ. Cô nói đúng, tôi gây ra lỗi lầm nhưng lại chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của vợ mình. Anh không biết em có thể cảm nhận được không, nhưng anh thật lòng xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho em. Dù có thế nào, anh cũng hy vọng những điều tốt nhất sẽ đến với em và con. Anh Thư à, hôm nay là ngày giỗ của ba con đó. Vậy hả mẹ? Mẹ biết, con vẫn còn giận ba. Tất cả đều là lỗi của mẹ. Mẹ à, là ba tự bỏ con đi, đâu phải lỗi của mẹ chứ. Ba mẹ ly hôn thực chất là vấn đề của ba mẹ mà thôi, nhưng ba chưa bao giờ ngừng yêu thương con hết. Mẹ đã ngăn cản khi ba tới thăm con. Mẹ khiến con hiểu lầm rằng ba không còn thương con nữa. Mẹ xin lỗi vì đã quá ích kỷ. Hả? Mẹ nói thật sao? Ba con không đáng bị con ghét bỏ như vậy đâu. Tất cả những kỷ vật này là ba con tặng cho con đó. Ba ơi! Chưa bao giờ ngọn đèn của tôi sáng như thế này. Lẽ nào vợ tôi đã cảm nhận được lời cầu chúc của tôi rồi? Bác hai, bác mau thử đi bác. Ba ơi! Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy họ rồi. Con nuôi của ba mẹ. Mẹ. Mẹ tịch thu cái máy này. Từ giờ con không được chơi nữa. Sao lại thế ạ? Mẹ vừa đi họp phụ huynh về, kỳ này con lại đứng cuối lớp. Cô giáo nói con rất lười học, lại hay nói chuyện riêng trong lớp. Mẹ sợ con sẽ không qua được kỳ thi tốt nghiệp này mất. Mẹ đã thuê gia sư cho con rồi. Từ nay tối nào cũng có người đến dạy kèm con cố học đi. Gia sư ấy ạ, nhưng mà... Cứ như thế đi, con đừng có nói nhiều. Chuẩn bị có cô giáo đến rồi đấy. Mẹ, đừng mà. Học. Suốt ngày học, chán chết đi được. Chủ nhật mà cũng phải ở nhà thế này, chán chết. Giờ này chắc chúng nó đang đá bóng ngoài bãi rồi. Thưa cô.
Em đau bụng quá. Cô cho em đi vệ sinh được không ạ? Em đi mau đi. Cô cứ ở trong phòng chờ em nha. Đừng đi đâu hết á. Ừ, em cứ đi đi. Cô sẽ chờ em mà. Ba, sao ba về sớm vậy ạ? Con giỏi quá ha. Dám giở trò lừa cô giáo nhốt cô trong phòng để trốn đi chơi à? Ôi da, đau quá. Thư này, trốn này, chết đòn này. Đau quá. Sao tôi lại có thể đẻ ra thằng con hư đốn thế này chứ? Con mà còn không chịu học hành tử tế, ba mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà đấy. Ai bảo ba mẹ không cho con đi chơi? Suốt ngày bắt con ở nhà học, con thà bị đuổi ra khỏi nhà còn hơn là như đi tù thế này. Con dám? Con giỏi thì đi luôn đi, đi ngay. Ba mẹ chẳng ai thương mình cả. Thế thì mình còn gì níu kéo ở ngôi nhà này cơ chứ. Chắc chắn mình là con nuôi của ba mẹ nên họ mới suốt ngày đánh chửi mình như thế, còn đuổi mình đi nữa. Thật đáng ghét. Này cháu, muộn thế này rồi, sao cháu không về nhà? Cháu bị ba mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà. Chắc cháu là con nuôi nên mới bị đối xử như vậy. Cháu muốn đi tìm ba mẹ đẻ của cháu mà chẳng biết phải đi đâu nữa. À ra vậy. Người ta phải quay lại quá khứ lúc mình sinh ra mới có thể tìm thấy ba mẹ đẻ của mình, phải không cháu? Phải rồi, ông nói đúng ạ. Nhưng làm sao cháu có thể quay ngược lại thời gian được cơ chứ? Ta có thể giúp cháu đấy. Đây là viên kẹo thần kỳ, có thể đưa cháu trở về quá khứ khi cháu chưa sinh ra. Lúc đó cháu sẽ biết được ba mẹ đẻ của cháu là ai. Thật thế sao ạ? Nhưng thời này làm gì có kẹo thần kỳ cơ chứ? Ông trêu cháu phải không ạ? Ông ơi, ông đâu rồi? Có đúng viên kẹo này thần kỳ như ông cụ nói không nhỉ? Mình cứ thử xem sao. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Rõ ràng mình đang ở công viên mà. Đau quá. Để mẹ dìu con. Bẩn ơi, cố lên con. Đau quá. Bẩn ơi, kia là bà nội và mẹ phải không nhỉ? Bà nội ơi, mẹ ơi. Hả? Cháu là ai đây? Sao lại gọi chúng ta như thế? Bà với mẹ không nhận ra con ạ. Mẹ ơi nhanh lên, con đau quá. Để mẹ gọi thằng Bình về. Đây là viên kẹo thần kỳ, có thể đưa cháu trở về quá khứ khi cháu chưa sinh ra. Lúc đó cháu sẽ biết được ba mẹ đẻ của cháu là ai. Trời, lẽ nào viên kẹo của ông lão có phép thật? Mình đã trở về cách đây 10 năm rồi sao? Wow, không thể tin được. Mình lại có thể tới đây. Cảnh vật xung quanh khá quá đi. Mà ngày xưa mẹ trẻ... Ba kìa, nhìn ba cũng trẻ thật. Vợ con sao rồi mẹ? Thế bác sĩ nói sao ạ? Bác sĩ nói vợ con bị nhau thai tiền đạo, sinh đẻ rất nguy hiểm. Họ nói sẽ phẫu thuật lấy con ra, nhưng người mẹ sẽ rất yếu, xấu nhất là có thể tử vong. Là tử vong ư? Trước khi đám cưới,
Con và cô ấy đã đi khám, bác sĩ nói sức khỏe cô ấy rất yếu, sinh con sẽ rất khó khăn. Mẹ gặp nguy hiểm khi sinh con ư? Trước nay mình chưa từng thấy ba mẹ kể về chuyện này. Trời ơi, cầu mong cho mẹ con của nó được khỏe mạnh. Còn cầu xin ông trời, chỉ cần hai mẹ con nó được bình yên thì đánh đổi gì con cũng chịu. Lần đầu tiên mình nhìn thấy ba khóc, không biết mẹ thế nào rồi. Người nhà sản phụ Lê Thị Mẫn đâu ạ? Em bé nặng 2,8 kg. Chúc mừng gia đình. Còn chị nhà đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần được nghỉ ngơi trong phòng đặc biệt. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Em xem nè, con trai mình giống anh quá, giống cả cái nốt ruồi đỏ trên vai nữa này. Nốt ruồi trên vai? Vậy đúng đứa bé đó là mình rồi. Anh sẽ đặt tên con là Nhật Minh, nghĩa là ánh sáng mặt trời. Anh mong rằng sau này con trai chúng ta sẽ thông minh, học giỏi và sáng suốt. Nhật Minh của ba, mặt trời của ba, con có biết khó khăn lắm ba mẹ mới đón được con xuất hiện trên cõi đời này không? Mẹ con yếu lắm, sinh ra con đã là một kỳ tích rồi. Con là con trai duy nhất của ba mẹ, sau này con phải chăm ngoan, học hành chăm chỉ cho ba mẹ vui lòng nha. Trời ơi, anh không về thay áo đi, cả người ướt nhèm từ lúc nào, cảm thì sao? Không sao không sao, cho anh nhìn con thêm chút nữa rồi anh chạy về công trường xin phép nghỉ chăm em nha. Hóa ra vì lý do sức khỏe nên mẹ chỉ sinh có một mình. Chẳng trách ba mẹ lại kỳ vọng về mình nhiều đến thế. Thế nên khi mình mãi chơi không chịu học, ba mẹ lại giận dữ đến vậy. Biết được sự thật rồi, nhưng làm sao mình có thể trở về nhà bây giờ? Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt cho việc mình đã nghi ngờ tình yêu của ba mẹ dành cho mình sao? Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ quá. Ba mẹ ơi, con không muốn trở thành đứa trẻ lang thang đâu. À! Minh, Minh ơi, con đây rồi. Ba mẹ nhận ra con sao? Thằng bé này không nhận ra con thì nhận ra ai? Con đi đâu từ tối qua đến giờ làm ba mẹ lo quá. Con giận ba mẹ đã đánh chửi con nên bỏ đi sao? Ngốc quá, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà, sao con lại dại dột thế chứ? Đó chỉ là một giấc mơ thôi ư? Yeah, về nhà rồi. Con nói cái gì kỳ vậy? Con biết ba mẹ đi tìm con khắp nơi không? Con đã đi đâu thế? Mẹ còn tưởng con muốn bỏ đi nữa. Xin lỗi ba mẹ, không phải con muốn bỏ đi đâu ạ. Là vì... Không phải là tốt rồi. Thôi mau về nhà đi, hôm nay sinh nhật con mà. Ba mẹ đã mua sẵn bánh kem để tổ chức rồi. Ba, mẹ, con hư như thế mà ba mẹ vẫn thương con. Con sai rồi. Con hứa từ nay sẽ học hành chăm chỉ, không mãi chơi nữa, để đúng như cái tên ba đặt cho con. Cảm ơn ông vì phép lạ ông đã cho cháu. Vết rạn của viên ngọc trai đen. Bác nhìn xem, chiếc bình ngọc này hoàn hảo, không một tì vết nào. Trần đời này không đâu kiếm được chiếc thứ hai đâu. Tôi phải lặn lội khắp nơi và mất rất nhiều tiền mới mua được nó về. Về chiếc bình này thì phải công nhận, nhưng nó cũng chưa phải là quý nhất và hoàn hảo nhất. Bác cứ nói thế. Tôi nói là có căn cứ, chứ chẳng phải nói cho vui đâu. Chẳng nhẽ cậu vẫn chưa biết sao? Trên đời này thứ quý nhất chính là ngọc trai đen vùng biển phía đông đấy. Vậy cơ à? Nếu nó quý giá và hoàn hảo đến vậy thì cũng đáng để vào bộ sưu tập của tôi lắm đấy. Thôi, tôi nghĩ cậu không nên nuôi tham vọng sở hữu viên ngọc quý giá đó. Nghe đồn bao nhiêu người đi tìm kiếm loại ngọc trai đó mà bỏ mạng ngoài biển khơi đấy. Họ khác, tôi khác. Bằng mọi giá mình phải có viên ngọc trai đen hiếm có khó tìm đó. Lúc đó tên tuổi của Jack Golden với những bộ sưu tập báu vật có 102 sẽ vang đi khắp thế giới. Với con tàu chắc chắn và đoàn thủy thủ tinh nhuệ này,
mình không tin rằng không thể tìm thấy loại ngọc trai đen ấy. Mau một lại dây bơm nhanh lên. Nguy rồi, giữ chắc dây bơm đi. Không chừng bão nào có thể đe dọa được ta, là nhất định không bỏ cuộc đâu. Chắc, chắc à. Mình còn chưa chết sao? Đây là đâu? Là một con trai biển. Là một con trai biển. Liệu trời ơi, một viên ngọc trai đen. Còn cảm ơn ông trời, cảm ơn biển cả. Hóa ra sau cơn bão hôm qua thì giờ là phần thưởng dành cho con. Nhưng mình đang ở đâu đây? Đường về nhà là hướng nào? Trời ơi, biển cả đã ban cho ta món quà quý giá nhất thế giới này, vậy mà lại để ta bỏ mạng nơi đây ư? Không, không, ta không cam tâm. Hình như có bóng một con tàu. Cứu, cứu tôi với. Mọi người nhìn kìa, có người trên biển. Liệu có phải Chắc không nhỉ? Cứu. Đúng là Chắc rồi, chúng ta tìm thấy Chắc rồi. Chà chà, cứ tưởng chết ngoài biển rồi. Thế mà cuối cùng thì ta cũng có được viên ngọc trai đen quý giá và hoàn hảo nhất trên đời. Ai bảo ta không thể có được thứ mình muốn chứ. Ủa, kia là gì vậy? Là một vết rạn ư? Mọi thứ đang hoàn hảo mà tự dưng lại xuất hiện cái vết rạn kia. Thật là ngứa mắt, không thể để một viên ngọc không hoàn hảo như vậy vào bộ sưu tập của ta được. Nhưng mình đã suýt mất mạng vì nó. Hơn nữa, số người sở hữu được ngọc trai đen trên đời này chỉ tính trên đầu ngón tay thôi. Ôi trời ơi, chỉ tiếc là cái vết rạn xấu xa kia. Đúng rồi, vết rạn đó cũng không rõ lắm. Mình phải xóa nó đi mới được. Tự tay mình xóa đi thì sẽ không ai phát hiện ra. Cái gì? Cậu thuê hẳn một con tàu để đi ra vùng biển phía đông tìm ngọc trai đen ư? Hóa ra cái lần chết hụt trên biển của cậu là vì nó ư? Tôi đã nói rồi mà, không gì tôi muốn là không thể cả. Tôi có thể xem qua viên ngọc đó được không? Ai chứ ông thì được. Ngọc quý thì cũng phải là người có mắt biết nhìn ngọc mới xứng chứ. Mời ông. Đúng là đó rồi, sự bí ẩn của vùng biển phía đông, trong nó thật hoàn hảo. Đúng đúng, thật hoàn hảo phải không? Trong bộ sưu tập của tôi thì thứ gì cũng hoàn hảo. Sao nào, ông chưa từng thấy một viên ngọc trai nào quý giá đến vậy ư? Không. Tôi có nhìn lầm không? Ông nói nhìn nhầm cái gì? Liệu có đúng là anh tự tay lấy viên ngọc ra từ con trai rồi giữ nó nguyên vẹn không vậy? Thì đúng là tôi tự tay lấy viên ngọc ra khỏi con trai mà. Nhưng khi về nhà, tôi phát hiện nó có một vết rạn nhỏ, nên đã mài vết rạn đó đi. Chẳng phải bây giờ trong nó mới thật hoàn hảo hay sao? Ủa, anh mài đi. Chẳng nhẽ ông nhìn ra được vết rạn sao? Tôi đã mài viên ngọc trai đó kỹ lắm rồi mà. Chắc ơi là Chắc, anh có biết vì anh muốn viên ngọc trở nên hoàn hảo mà anh đã mất đi bao nhiêu là giá trị của nó rồi không? Đánh mất giá trị viên ngọc ư? Đúng vậy, viên ngọc trai đen giá trị nhất khi nó hoàn toàn tự nhiên. Và đặc biệt, khi nó có vết rạn tự nhiên nữa thì giá trị của nó có thể tăng thêm gấp 5 lần. Hả? Gấp 5? Ngọc trai đen có vết rạn được gọi là vân ngọc. Tôi nói chân thành với cậu là nhờ những vân ngọc đó mà ngọc trai sẽ tăng gấp 5 lần giá trị đấy. Mà chính loại ngọc trai đen có vân mới là hiếm nhất trên đời. Cậu đã được biển cả trao cho món quà thật sự là cực kỳ có giá trị. Nhưng vì ham muốn sự hoàn hảo để có giá trị cao hơn mà vô tình cậu lại làm giảm giá trị của nó đi mất rồi. Giờ viên ngọc này đã bị mài rồi, giá của nó còn chẳng bằng ngọc trai thường đâu. Trời ạ, là thế sao? Theo đuổi một tiêu chuẩn cao thực ra cũng là một nguyện vọng tốt đẹp. Nhưng đừng quá cầu toàn Chắc à. Con người ta thường hay theo đuổi sự hoàn mỹ mà vô tình vứt bỏ những thứ vốn dĩ mình có thể có trong tay. Và cuối cùng, cái gọi là hoàn mỹ mà họ tìm kiếm lại không bao giờ đạt được. Ở trên đời, những thứ tốt đẹp nhất không có nghĩa là những thứ hoàn mỹ nhất. Hãy like, comment
subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.